Dạ thì em xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Khoa Choi của em nha. Thì mấy hôm nay em cũng ít ra clip. Thì hôm nay em lên cho anh chị một mẫu tour trên đường phố đến từ thương hiệu Miyata, hàng Nhật Bản. Thương hiệu Miyata thì không còn gì phải bàn rồi, miễn chê. Quá nổi tiếng rồi, nên là em không nói về vấn đề thương hiệu. Em sẽ nói về cấu hình trên xe và giá bán và chất liệu xe như thế nào. Bây giờ là tổng quan về cái dáng của chiếc xe. Thì bây giờ em sẽ đi đến phần chi tiết của chiếc xe. Con này thì sử dụng khung hợp kim nhôm nha anh chị. Đấy, khung hợp kim nhôm. Màu sơn còn rất là mới luôn. Máy này là máy chỗ bị trầy á, em pha màu em chấm lại nhìn cho nó liền lạc với chiếc xe. Còn cái ống này thì em đã dặm lại rồi cho nhìn nó đẹp. Cái phục trước thì cũng chạy nhiều quá nên là em đã có dặm lại luôn. Thì xe này chỉ có hai cái nhược điểm là vậy, em dặm lại thì để cho chiếc xe nhìn liền lạc và đẹp hơn thôi. Đó, bây giờ là xe này thì sử dụng cấu hình là Shimano 3 dĩa 7 líp đây nha anh chị, 3 dĩa đây. Giò dĩa này là giò dĩa nhôm, gạt dĩa là Shimano luôn nha anh chị. Cũ đời là Shimano Tony. Líp thả 7 tầng. Đấy. Răng líp đồ này kia còn rất là ok, chưa bị mòn đâu. Em bảo hành cho anh chị 1 năm luôn, cho anh chị yên tâm sử dụng. Còn về vấn đề dây xích thì em đã thay một sợi dây xích mới. Nói chung xích xịn thì em đảm bảo cho anh chị luôn. Trong thời gian mà em bảo hành á, xe cứ bị trục trặc gì cứ alo em Khoa sẽ hỗ trợ hết mình cho anh chị. Đấy, đây là phần ghi đông vô tăng nha anh chị. Xe thì có hai dạng, cổ bự với cổ nhỏ. Con này là cổ bự nha anh chị. Đấy, cổ bự. Cái này là tay nắm zin theo xe, còn rất là ok, nó chưa bị chai nhiều đâu. Với lại cũng không có bị nhão chảy mũ nữa. Nếu mà bị là em sẽ thay cho anh chị luôn rồi. Tay này là tay đề bám xả Shimano 7 líp. Đây là tay sang dĩa. Khi mà anh chị vận hành á, anh chị lưu ý giúp em này nè. Khi mà anh chị sang dĩa thì anh chị nhớ đè giữ giúp em vài giây để cho cái dĩa nè nó cuộn nửa dòng dĩa đi. Còn líp á, thì anh chị bấm một cái nghe tiếng cái cốc là xong, là nó sang dĩa ok. Còn phần dĩa lúc mà mình sử dụng á, mình giữ luôn giúp em vài giây để cho nó cuộn nửa dòng dĩa thì nó sẽ lên rất là ngọt luôn. Đùm là đùm nhôm, vành là vành nhôm nha anh chị. Đấy, cặp lớp này là cặp lớp Kenda mới cứng luôn. Lớp zin của nó thì bị nứt rồi, bắt buộc em phải thay. Nếu mà em không thay á, để đấy anh chị về tầm một tháng sau anh chị thay, hoặc là 2 tuần gì đó, tệ hơn thì mới về được vài hôm đã thay thì anh chị chửi em nó cũng lại không hay, nên là em làm sẵn cho anh chị luôn. Anh chị về chỉ việc chạy thôi. Xe em bán ra thì em có bảo hành. Loại này thì em đã qua bảo dưỡng hết rồi nên anh chị cứ yên tâm về chỉ việc chạy thôi. Đây, bạc đạn dán cổ của này đó, bạc đạn dán cổ của xe đây nha anh chị. Ghi đông bô tăng nhôm, nói chung con xe này là full nhôm nha anh chị. Chỉ duy nhất một cái phuộc là thép thôi, còn lại là sử dụng phụ tùng nhôm hết luôn. Đây là mặt bên của chiếc xe. Thì em sẽ quay qua mặt bên kia cho anh chị xem. Đây là mặt bên của chiếc xe nha anh chị. Dán sườn này thì rất là đẹp. Sườn cong hả? Rất là đẹp. Không có nhiều dán sườn cong giống vậy đâu anh chị. Với lại thương hiệu thì nó cũng gọi là nổi tiếng nữa, Miyata. Đây logo của nó đây. Xe này thì được cái là xài cặp bánh trước và bánh sau đều là sử dụng có bẻ, không có vặn bằng ốc. Nên là rất tiện cho anh chị mà khi đi du lịch này kia muốn mang một con xế yêu của mình đi và bỏ trên ô tô để đi đạp tập thể dục thì nó rất là tiện. Đấy, con này vành là vành zin luôn nha anh chị, Miyata nè, còn chữ luôn nè. Con này thì size là cỡ 46, anh chị nào cao từ 1m58 trở lên là đi con này là rất là đẹp luôn nha anh chị. Đấy, chống là chống nhôm luôn nha anh chị, nhìn rất là đẹp. Còn ok, đùm là đùm nhôm Shimano luôn. Đấy, bây giờ em báo giá cho anh chị con này, em bán với giá 5 triệu 9, em sẽ bao ship đến tận nhà của anh chị luôn.
Còn anh chị nào ở Hồ Chí Minh có thiện chí tới em xem xe và lấy mang về thì em sẽ bớt 200 nghìn để anh chị mang về. Và bây giờ em sẽ lên một siêu phẩm huyền thoại của nước Pháp, đó là Bồi Dô. Anh chị đợi em một chút thôi, em sẽ lên liền bây giờ. Rồi bây giờ thì em sẽ lên cho quý khán giả của kênh Khoa Choi của em nha, mẫu thứ hai. Mẫu này thì là mẫu Bồi Dô của Pháp. Này, con này là dòng Bồi Dô Metro. Con này thì độ zin của nó tới 95% luôn. Chỉ có một món bắt buộc phải thay thế thôi, đó là dây sên. Còn anh chị nào muốn sên zin luôn á, theo xe luôn á, em vẫn giữ lại luôn. Nhưng mà về cái tiêu chí của em nha, cộng sên nó không đáp ứng đủ của em. Cộng dây sên mà ok phải chạy trên 1 năm trở lên mới ok. Em dám bảo hành cho anh chị cộng dây sên luôn á. Anh chị cứ chạy đi, dưới 1 năm mà nó hư nó trục trặc hả, nhắc cái máy alo cho em tặng anh chị hai cộng mới luôn, sơ cua luôn, cho anh chị yên tâm sử dụng nha. Thì con này là Bồi Dô Metro của Pháp. Dòng này thì rất là thích hợp cho anh chị nào mà chạy touring nhưng mà thích có sự nhún nhún nhẹ, thì con này nó sẽ kết hợp giữa dòng MTB. MTB có nghĩa là gì? Là dòng mountain bike kết hợp với touring, nó sẽ ra dáng em xe này. Mẫu này thì sử dụng thọc vành là vành 700C nha anh chị. Thông số vỏ này là 700 nhân 28. Khung là khung hợp kim nhôm. Nước sơn còn rất là mới luôn. Đấy. Tem mát còn đầy đủ. Quên nữa, với lại một cái con xe này rất là hay. Con xe này nó sử dụng ghi đông bô tăng cổ cò này. Anh chị có thể nâng lên nâng xuống vài phân, rất là thích hợp cho anh chị em nào mà thích cảm giác lái ngồi thẳng lưng không bị chờn, thì em này đã đáp ứng đủ tiêu chí đó luôn. Và có cái giảm xóc rất là êm nữa. Xe thường thì về á mà nó có cái lò xo này thì trong cái ti thường rất là đẹp. Em sẽ lôi ra cho anh chị coi luôn nha. Đấy, không có bị xét, không có bị xì gì đâu nha anh chị, nhún bao ngon luôn. Với lại con này sử dụng cấu hình cực kỳ cao luôn nha anh chị. Đây là bộ chuyển động Shimano Alivio 3 dĩa 8 clip. Đây nha anh chị, 8 clip nè. Cái này là chuyển clip, cái này là chuyển dĩa. Bao tay zin của Tioga. Cái thằng bô tăng này là bô tăng nhôm, nó làm rất là độc đáo cái phần trên đây nè, nó liền lạc, nó không có bị lộ mối hàn ra. Còn cái thằng ghi đông này là ghi đông nhôm, cái dáng giống ghi đông 67 á, anh chị nhìn từ trước coi, nhìn con xe rất là gấu. Và con này em có trang bị cho nó, không phải trang bị nữa mà zin theo xe nó về, có cái gương luôn á, em để cái gương cho anh chị đây. Đấy, gương zin theo xe nha, để anh chị soi đường này kia. Xe thì em bán ra lúc nào em cũng tặng cho anh chị những món đồ chơi mà đến chị vận hành ngon nhất có thể. Cái thứ nhất á, là đèn trước bắt buộc phải có, tại vì sao? Để tặng cho anh chị mà khi trường hợp mình đi qua đường này kia, ngay những nơi mà tối á, nó nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy ở ngoài trước để cho báo hiệu cho cái người ngược đường với mình. Và cái thứ hai là cái đèn cảnh báo. Cái đèn cảnh báo thì cực kỳ quan trọng, bắt buộc phải có luôn, hoặc là phản quang mắt mèo gì đấy để mình đi đêm á, có mình đi ngay chỗ mấy chỗ tối á, thì người ta nó chớp chớp cảnh báo để người ta thấy mình. Và cái thứ ba nữa là giá đỡ mình nước. Đạp xe thì cơ thể mình ra mồ hôi nhiều, rất là mất nước, nên là cần phải bổ sung. Nên em sẽ tặng cho anh chị cái giá đỡ bình nước để đây. Anh chị đi cái bình nước nào theo ưng ý của anh chị. Đây, em sẽ quay xuống cái phần clip của nó nha anh chị. Con này là 8 clip. Clip xi nha, nhìn rất là mới luôn. Răng cổ độ ok nè, cái độ đổ dốc nó không có nè. Clip này theo em đánh giá thì anh chị về xài vài năm nữa biết hư chưa, không thể hư được. Cũ đời là Shimano Alivio. Con này là cấu hình là cận đỉnh rồi nha anh chị. Alivio là cấp độ cực kỳ cao. Xe thì dòng Touring với MTB thì nó xài cấu hình nó phân ra về nè. Shimano Tony, Shimano Ontos, Shimano Acera, Shimano Alivio là con này đang sử dụng nè, và Shimano Deore. Đấy là 5 cấp. Còn phân lên loại cấp cao nữa là SNLX, XT và XTR thì nó quá cao rồi. Mấy dòng xe đó rất là cao tiền rồi. Đấy, cái này là phù hợp với tầm giá, mà con này cực kỳ rẻ luôn nha anh chị.
quý khách hàng là của anh em Khoa thì cố gắng xem hết video. Cuối video em báo giá cho anh chị. Cặp lớp này là cặp lớp zin theo xe Showerby nha. Thương hiệu này cực kỳ đắt tiền rồi. Cặp lớp này anh chị mà ra ngoài mà mua mới phải tầm 1 triệu rưỡi trở lên. Ga gió còn rất là ok đây nha. Anh chị đừng lo ngại về cái phần chốc này. Chốc này là chốc của cái phản quang á. Vỏ này có phản quang á. Lâu ngày thì nó tróc thôi. Chứ vỏ ga gió rồi còn ok nè. Không có bị nứt gì luôn. Em đang bơm rất là căng. Căm là căm inox luôn nha anh chị. Đùm là đùm nhôm Shimano. Nói chung đây đùm nhôm Shimano đây. Con này á, thì nó đi đồng bộ từ trên xuống dưới đều là Shimano luôn rồi. Phanh Shimano nè. Tay phanh với tay số cũng là Shimano Alivio luôn. Nó đi đồng bộ đúng nghĩa là theo rúp luôn á. Ba món rúp đó là gọi là rúp mini nha anh chị. Còn này là Shimano nữa nè. Đấy. Con này nguyên combo Shimano từ trên xuống dưới rồi. Còn bên giờ dĩa Shimano. Còn cái sang dĩa cũng là Alivio. Anh chị cứ ủng hộ em Khoa thử con này đi. Về chạy thử đi để cảm nhận cái đồ cao cấp nó chạy như thế nào. Đồ thì cao cấp, thương hiệu cũng cao cấp, nhưng mà giá em Khoa bán thì lại rất là bình dân luôn nha anh chị. Bây giờ thì em sẽ qua tới mặt bên để cho anh chị nhìn ngắm con xe nó nha. Đây là mặt bên của con xe nha anh chị. Em sẽ đi tới cận cảnh đây cho anh chị coi. Sơn đồ còn rất là ok, bóng bẩy, không có bị xước xát nhiều đâu nha anh chị. Và cái thứ hai nữa, con xe này nó sử dụng chân chống Minora của Gia Băng nè anh chị. Đấy, anh chị thấy chữ Gia Băng không? Cái chống này nếu mà bán lẻ ngoài thị trường đang bán là trên 500 nghìn nha anh chị. Đấy. Với cái này là có tay mở bánh nhanh á, cũng là của Shimano luôn nha anh chị. Con này thì đi đồng bộ Shimano hết rồi. Rất là ngon, trục giữa thì trục giữa bạc đạn luôn. Còn pedal là pedal nhơ, giò dĩa còn rất là mới luôn. Đấy. Thì em sẽ báo giá luôn để tránh làm mất thời gian của anh chị. Em bán con này với giá 6 triệu 9 và em bao ship tặng nhà cho anh chị luôn. Đó. Xe đẹp mà bán mắc thì chưa chắc được khen. Xe xấu mà bán mắc thì chắc chắn bị chửi. Còn xe đẹp mà bán rẻ thì chắc chắn có lời khen. Nhiều khách hàng đã sử dụng bên em Khoa và khen hàng bên em rẻ hơn so với giá thị trường. Và chất lượng cũng một có. Nên anh chị cứ yên tâm và sử dụng bên em. Trục chặt gì bảo hành có em lo. Cái phuộc này thì hơi bị tróc sơn. Anh chị mua em thì giống như mua ở lò luôn rồi. Mua tặng gốc mà bán tặng ngọn luôn. Nên là yên tâm về giá cả. Không có mắc hơn đâu. Chỉ có rẻ hơn thôi và đồ ngon hơn thôi. Và đồ zin còn có nữa. Đã được bảo dưỡng qua tay nghề của đội ngũ kỹ thuật trẻ, nhiệt huyết, cao, có đam mê với nghề. Rồi cảm ơn anh chị đã cố gắng xem hết video của em nha. Nếu thấy video của em hay thì cho em Khoa xin một like nè, một share, một đăng ký kênh để em Khoa có động lực càng ngày để ra nhiều video cho anh chị xem hơn. Em là em Khoa ở quận 8 nha anh chị. Anh chị nào ở quận 8 thì kết nối với em Khoa. Cảm ơn anh chị đã xem hết video nha.